Đầu tiên anh bấm vào đăng nhập trên màn hình. Đấy, đây là tên đăng nhập với mật khẩu. Anh bấm đăng nhập vô. Rồi, anh kéo xuống, anh muốn viết bài, em bấm vô phần bài viết. Anh bấm là viết bài mới. Đây là viết bài cho cái mục tin tức là một ngày. Đây là tên bài viết em nhớ làm. Đây là mô tả bài viết mình đánh đây. Ví dụ viết bài con lên cho mình giải mình viết thêm mình bò thôi người ta không có đi còn bài viết là tên này mình dán cho này à. Không bài viết ta mới đi thì là viết này à. Thì có đi còn đi năm năm vậy hả. Đây là chết cho một tin tức, đây là danh mục, này là ảnh của cái bài viết đó. Thì bấm đây, bấm chậm và anh kiếm ảnh lên đây. Alo, à chắc em gửi nhầm á, em gửi nhầm khác. Nói đó. Dạ rồi, để em hỏi anh. Mẫu em viết. Mẫu em viết. Mấy cái ôm, mấy cái đồ bán cái gì vậy? Đúng rồi. Không có bị gì đâu. Nội dung của anh mới cung cấp cho em hết mà. Có copy ai đâu hay là anh copy nội dung đó anh được em. Dạ rồi, để em nhắn tin cho anh. Rồi, cái này là anh chọn hình. Anh hình lâu đâu thì mình vào chỗ đó. Vào chọn hình này. Anh chờ nó lớn lên xong anh bấm đặt anh này gì. Đây, ba. Thì dưới đây là phần sale bài viết. Sale bài viết thì anh đánh cái copy cái tên này. Anh dán chỗ này. Rồi, anh mở cái này ra. Đây nó có hai chỗ cho mình đánh sale. Cái này á, thì anh nên để số điện thoại. Nên để số điện thoại. Dù rồi nó bấm thì là đây là ra ngoài bài viết thôi, nó vậy nè. Này là mô tả, mô tả thì anh coi cái đoạn này trên đây nó hay á, thì anh copy anh bỏ vô, anh copy vô sao cho cái ống này nó màu xanh nha, làm có biết chuyển này. Đây ống này màu xanh là sale là ok, là tốt nhất cho sale. Sau đó mình nút đăng lên. Rồi anh ra ngoài, ra ngoài bấm vô lại một tin tức mà anh thấy chỗ đó mình đăng thêm một bài nữa đây. Để nổi lên đó là sau khi viết bài thì sao bài luôn. Anh muốn để chị bé coi ba đang quay video. Em bấm sản phẩm, bấm vô sản phẩm, bấm vô thêm mới. Chị muốn coi cơ. Chỗ này thì anh đánh là tên sản phẩm, anh đánh vô đây. Giờ anh copy cái sản phẩm. Anh muốn thêm sản phẩm nào anh bấm vô. Ví dụ sản phẩm này đây, này là băng keo. Đầu tiên anh đánh tên của băng keo, anh đánh chỗ này, băng keo. Rồi, danh mục này là băng keo thì anh chế tay là danh mục băng keo. Này là mô tả băng keo như thế nào đó thì anh có thể mô tả theo ý mình. Đây là mô tả của em đây. Em mô tả anh thế nào đó. Đây là ảnh đại diện của băng keo đó, anh bấm vô tiếp lắm. Cái băng keo đó anh muốn tải lên thì bấm này, chọn này, chọn đặt tên. Và anh kiếm cái tấm ảnh băng keo anh lưu đâu, anh kiếm ở đó.
đây đây bấm kèo đây à, em bấm tại đây đây em chọn bấm thiết lập này, đây xuất hiện ra tấm ảnh rồi, dưới đây cũng là phần sale luôn, em copy cái tên này bấm kèo, đây là từ khóa thì tắt tên, ví dụ mình đánh bấm kèo dòng một này bấm kèo Bình Dương gì chẳng hạn, rồi chỗ này mình đánh thêm là bấm kèo của dòng một đã chưa qua màu xanh thì mình lấy thêm cái số điện thoại để mình dán nhé. Bấm hiện tại sao cho ống mắt này chỉ mua màu xanh là ok. Đây là mô tả về băng keo đó như thế nào đó, thì anh có thể lên trên mạng anh đánh cái chữ băng keo với người ta mô tả như thế nào. Đây là từ khóa mình đánh, chính là từ khóa này trên đây. Rồi, cái này là cái tiêu đề viết trên chính là cái tiêu đề mình đánh đây. Đây là khi mình đánh như này đây được không? Còn cái mô tả chính là mô tả này, mô tả là đoạn nhỏ dưới đây rồi mình copy của người ta hoặc là mình đánh theo ý của mình xóa sao cho nó chuyển qua màu xanh nha. Mình xóa theo màu xanh mà câu mình phải biết nè. Giá thì muốn nhập đây nhập không nhập thôi không sao. Rồi hoặc là giá liên hệ mình không, mình để giá liên hệ mình để dưới đây. Ồ, nó màu đỏ lên, đây trời đây là nó có, người ta bấm vào rồi giá liên hệ này. Đó, sau đó mình bấm nút đăng lên. Rồi, mình ra ngoài chân chủ mình lớn lại mình xem. Và đây nó có hai cái băng keo này ha. Là nó vậy thôi, đó là thêm sản phẩm. Hiện tại ở đây là nó có 4 cái danh mục nè. Anh muốn mà thêm danh mục mới thì mình bấm lên chọn về danh mục. Chỗ này anh đánh tên danh mục vô, hay là 4 danh mục hiện tại mình có, mình muốn thêm vô A, B, C, mình thêm vô. Xong mình bấm lưu đây, rồi bên đây sẽ thêm một danh mục A, B, C. Muốn xóa thì bấm xóa. Ok. Muốn sửa xóa sản phẩm thì vào tất cả sản phẩm. À, mình vào trong đây. Muốn xóa thì bấm vô đưa sản phẩm, chọn là thùng rác, chọn thùng rác và xóa đó. Còn sửa thì bấm đây, bấm chỉnh sửa. Đây rồi, chỉnh sửa. Rồi ở đây là băng keo đó, chỉnh sửa thì nó sẽ xuất hiện nội dung, thì có thể sửa tên, cái này là sửa mô tả, đây là băng trên một băng keo, cái này là sửa hình, sửa hình là sửa đây đó, đây là thông tin sale thì đây em cũng sale cho anh rồi đấy. Sau đó mình bấm cập nhật, sửa xong bấm cập nhật là xong, đó là thêm xóa sửa sản phẩm. Còn cái này là bài viết, này là thêm muốn xóa sửa bài viết thì vào tất cả bài viết ha. Đây sửa thì cũng vậy, bấm sửa xóa bấm tục lên. Đó. Và kế tiếp là bấm vào trang để mình sửa là trang giới thiệu, trang tuyển dụng và trang liên hệ. Vô đây thì có thể giới thiệu, liên hệ và tuyển dụng, muốn sửa trang nào thì bấm vô chỉnh sửa thôi. À, bấm vô chỉnh sửa. Rồi, đây xuất hiện ra nội dung này. Mình sửa xong hết thì bấm cập nhật lại. Sửa xong hết thì bấm cập nhật lại là xong. Rồi mình vào cài đặt, mình vào cái PC cân nhau và sửa số điện thoại bên đây. Đây ở đây có số điện thoại, mình bấm vô sửa. Rồi bên đây có số điện thoại, bên đây thì sửa nó hiện chọn cái dưới đây. Bếp giá rẻ lúc lên, ở đây là có số điện thoại. Rồi, số điện thoại này nó sẽ lấy số điện thoại là tin nhắn và Zalo. Còn đây là cái link Facebook, là cái link thế này, tôi muốn đổi lên thì anh cứ vô cái Facebook của mình. Dựa vô Facebook đi, anh bấm vô tường của anh nha. Ở đây có cái link phía trên này nè, anh có cái link này. Anh dán cái chỗ này xong rồi bấm xem lại là sao, xóa dòng mẹ thì dán vô xóa lại là sao. Ở đây thì trên trang chủ này có cái tấm hình chạy. Tấm hình chạy này anh vô là cái Max Slider chẳng này. Và anh chọn là Roto Databox. Anh chọn là edit của cái hình chạy này.
ở đây là có 3 tấm ảnh dài, tương ứng với 3 tấm bên ngoài này. Anh muốn xóa thì bấm vào dấu 3 chấm cho bị vết. Muốn thêm mới thì bấm vào xin like. Và tải tập tin lên, muốn tải lên thì mới nhận với một anh này. Và chọn. Ví dụ tải tấm này lên là tấm chạy đi. Tấm này thì chẳng hạn là bấm vào nó một cái. Chờ lớn lên nữa thì bấm chọn. Ngay đây xuất hiện ra là bấm sale lại. Cái mình ra ngoài mình bấm lại trang chủ mình đó mình xem. À, ở đây sẽ xuất hiện là 4 tấm, hay không, tiệm tấm này là 4 tấm ta. Cái này muốn thêm tấm nào, mình sẽ thêm nhé. Kế tiếp thì vào giao diện quay ghét. Giao diện quay ghét. Ở đây có là cái thông tin của xe 3 đồng tin bên đây. Thì có là danh mục sản phẩm là ảnh này. Ảnh này là ảnh khi mình muốn sửa ảnh này á, thì mình sửa ảnh xong rồi mình up ảnh mới lên gọi ảnh này đó. Đây là video ba anh bé bạn được chưa tốt để mình đưa lên đó. Đây là thông tin liên hệ thì bạn nó nằm ở cuối trang đây đó. Cái này chính là thông tin liên hệ là này. Rồi, cái này là cái mô tả của cái này đó. Ủa cái này là thống kê truy cập, thống kê truy cập là cái này. Tự thống kê mình không có sửa được. Cái này là hôm nay, hôm qua và tổng truy cập bao nhiêu nó có thống kê đây. À, mình muốn sửa header trên đầu này thì mình chào là tùy biến. Sửa trên đầu này nè. Mình giờ tùy biến. Em muốn bổ ra cho nó ở gọi. Rồi nó xong đấy. Rồi mình giờ cái header. Rồi mình giờ cái logo thì cái này. Mình sửa cái dòng bên đây, cái này là tấm hình, mình phải sửa tấm hình xong rồi mình có tấm hình mới lên, bấm nút xanh đi luôn lại. Rồi top 3 là dòng bên đây, top 3 là dòng bên đây, bấm vô cái này, sẽ ra cái số điện thoại của dòng này. Thì trên đầu mình sửa được hai cái này thôi. Bên đây là biểu tượng của Facebook, mình có thể chèo đến Facebook vô, bấm nút xanh đi luôn lại. Tổng bộ sửa hay có gì không? Trong quá trình sử dụng chúng ta có gì không em?